để có thể thiết lập được hoa hồng tiếp thị liên kết trên TikTok Shop. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đăng nhập vào TikTok Shop nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ vào cái mục là tiếp thị liên kết này. Ở đây chúng ta sẽ kích vào mục kế hoạch nhé. Và có ba cái mục nhỏ là cửa hàng, mở và được nhắm mục tiêu. Ở cái mục cửa hàng này, ta bấm vào tạo nhé. Tỷ lệ phần trăm, ví dụ như là 15%. Ở đây mình đã thiết lập cái tỷ lệ hoa hồng chung cho tất cả các sản phẩm trên cái cửa hàng này là 15%. Ví dụ ở đây mình có hai cái sản phẩm là khóa học về luận tài quan qua bát tự, hoặc là khóa học về tâm tính đắc nhân tâm qua bát tự. Tất cả các sản phẩm đó nó sẽ áp dụng cái chính sách là 15% cho các cái nhà bán tiếp thị liên kết nhé. Chúng ta đọc thêm những cái câu hỏi hay là những cái thắc mắc ở phía dưới này nhé, để hiểu thêm. Thứ hai là kế hoạch mở. Chúng ta chọn kế hoạch mở mới nhé. Ở đây nó sẽ cho phép chúng ta chọn lựa tùy từng sản phẩm và thiết lập cái tỷ lệ hoa hồng khác nhau nhé. Ví dụ mình chọn một cái sản phẩm như thế này nhé, chọn tiếp theo, thì đây mình nhập vào ví dụ cái này là 20%, và bấm ở đây thêm cái mô tả tính năng lợi ích nhé. Sau đó thì chúng ta chọn gửi. Đây là một cái cách để chúng ta có thể làm nhỉ, tách ra những cái sản phẩm mà mình muốn có thể là đẩy cái tỷ lệ hoa hồng nó cao hơn, để thu hút thêm những cái nhà sáng tạo hoặc là những cái nhà bán tiếp thị liên kết nhé. Những cái sản phẩm khác thì tùy mình nhé. Mỗi một cái sản phẩm chúng ta thiết lập khác nhau tùy vào cái chiến lược của chúng ta. Số 3 là kế hoạch được nhắm mục tiêu. Bấm vào kế hoạch để nhắm mục tiêu nhé. Ở đây nó khác với hai cái kế hoạch phía trên. Ví dụ cái sản phẩm này bây giờ mình muốn thiết lập hẳn là 30% đi nhá, cho nó thu hút. Sau đó thì mình tìm các cái nhà sáng tạo ở trên TikTok, mình thấy họ có cái kênh thu hút, có nhiều người follow hoặc là cái khả năng review của họ tốt, thì mình mời họ nhá. Mình ví dụ mình bấm một cái ký tự ở đó, đây xuất hiện những cái người như thế này, hoặc là đấy, chúng ta tìm những cái người mà chúng ta biết tên, sau đó thì chúng ta sẽ mời họ. Ví dụ nhá, mình ví dụ một cái người tên như này nhé, demo thôi, mình thiết lập 30% và mời bạn ơi, mình đặt 30% này, bạn có muốn làm với mình không, thì mình bấm nút gửi. Ở đây mình ghi cái tên kế hoạch ở đây nhá, chu kỳ kế hoạch này, ngày bắt đầu, ngày kết thúc này, tùy nhá. Ví dụ mình ví dụ demo thôi, sau đó chọn gửi là ok nhé. Thì cái nhà sáng tạo đó họ sẽ nhận được cái thư mời của mình, và nếu họ ok thì họ làm, còn không ok thì coi như là hủy nhé. Trên đây thì mình đã hướng dẫn cho mọi người ba cái nội dung về việc là thiết lập tiếp thị liên kết cho những cái nhà sáng tạo trên TikTok muốn bán hàng cho chúng ta.